Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm về cái chủ đề là trồng hoa Tết ha, đặc biệt là chủ đề về cây vạn thọ nha anh em. Thì có một bạn là đã hỏi mình vào những cái video trước á, thì bạn này có hỏi mình á, là khi mà cái cây mà vạn thọ của mình á, mà nó bị lỡ cổ rễ rồi á, thì mình phải làm sao. Thì trong video này thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn ha, về cái kinh nghiệm này của mình ha. Thì mình nói thật cho các bạn biết luôn, thì khi mà cái cây mà vạn thọ của mình các bạn mà nó bị lỡ cổ rễ và nó bị héo xanh và nó chết á, thì mình không có cứu được nha anh em ha. Bạn nào mà cứu được thì mình kêu hay. Nhưng mà mình có thể là mình phòng được nha anh em ha. Là khi á, là cái cây vạn thọ của mình á, mà nó đạt được là khoảng đâu là 10 ngày tuổi, là mình sẽ tiến hành á, là mình sẽ đưa nó lên chậu nha anh em. Và trước khi mình tiến hành mà mình đưa nó lên chậu á, là mình sẽ xịt phòng cho nó một cái cử là lỡ cổ rễ ha. Thì anh em á, có thể là mua những cái loại thuốc mà những cái dòng mát mà để anh em xịt ha. Tại vì á, cái bộ rễ mà của cây vạn thọ các bạn nó rất là mẫn cảm đối với là những cái dòng thuốc nóng luôn. Thì ở đây thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em là hai cái loại thuốc để anh em mà có thể là xịt phòng cái lỡ cổ rễ cho nó thật sự là hiệu quả ha. Thì cái loại thuốc đầu tiên các bạn thì mình sẽ chia sẻ cho bạn, đó là cái loại thuốc là Aqua ha. Nó đây là một loại thuốc là chuyên trị về cái nấm bệnh nha anh em. Nó trị về những cái nấm bệnh như là cây bầu, cây bí nè các bạn. Nhưng mà nó vẫn áp dụng được ở trên cái cây vạn thọ nha anh em ha. Nó rất là hay luôn, nó trị về nứt thân này nọ các bạn. Nói chung là rất là nhiều luôn. Nhưng mà anh em có thể là sử dụng nó để anh em áp dụng trên cái cây vạn thọ ha. Là khi mà cây vạn thọ của mình là nó được là 10 ngày tuổi nha anh em ha. Là anh em bắt đầu là anh em có thể là anh em xịt ha. Và cái gói thuốc này anh em là nó là 90.000 nha anh em ha. Và cái cách mà để mà sử dụng là nó như thế nào, thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ luôn nha cho anh em ha. Thì anh em là cứ là lấy là 125g ha, và anh em pha với 10 đến 20 lít nước nha anh em. Nó rồi anh em phun cho nó ướt cái gốc của nó khi mà mình bắt đầu là mình đưa nó lên chậu nha anh em ha. Nó thì tầm khoảng đâu là 10 ngày á là mình sẽ là xịt cho nó lại một lần nha anh em. Ví dụ như là 10 ngày đầu tiên á là mình đưa nó lên chậu, và cứ 10 ngày tiếp theo hoặc là một tuần á là anh em có thể là anh em bơm gốc tiếp theo cho nó ha. Và cái loại thuốc thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho anh em á là cái loại thuốc được mang tên là Alios nha anh em. Thì cái loại thuốc này anh em là một cái loại thuốc dạng mát nha anh em ha. Anh em có thể là áp dụng cho những cái dòng dạng thọ ban mai luôn nha anh em ha. Tại vì cái dạng thọ ban mai á, thì nó rất là khó trồng nha anh em. Tức là cái dạng thọ Pháp lùng của mình á. Nó, nhưng mà ở trên cái dạng thọ thường của mình á, ví dụ như là 0609, anh em sử dụng cái loại thuốc này á, cũng rất là hay luôn nha anh em ha. Và anh em có thể là mua tại Shopee nè, hoặc là anh em có thể là mua tại những cái tiệm thuốc vật tư nông nghiệp anh em. Nó còn anh em nào mà mua không có thì anh em có thể vào cái đường mô tả của mình thì có một cái đường link đó để anh em mua ha. Và cái gói thuốc này là nó tầm khoảng đâu từ 45 cho đến 50 ngàn nha anh em ha. Và anh em pha là khoảng đâu là 40 gram cho bình là 16 lít nước nha anh em. Và cứ đúng 10 ngày tuổi là anh em cứ bơm xịt gốc cho mình ha. Là bảo đảm luôn cái tình trạng á, là lỡ cổ rễ thì nó sẽ không có nha anh em ha. Thì nếu như mà anh em mà không có xịt phòng á, thì chắc chắn là 100% luôn là cái cây vạn thọ của anh em á, là nó sẽ bị lỡ cổ rễ nếu như là anh em trồng nhiều ha. Còn nếu như mà anh em trồng vài cây á, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng đâu. Cái nguyên nhân á, mà nó bị ảnh hưởng là lỡ cổ rễ là do cái quá trình mà mình sử dụng cái giá thể anh em. Ví dụ như là tro trấu nè, rồi sơ dừa nè, anh em xử lý nó không kỹ. Nó thành ra là những cái vi khuẩn anh em thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cây ha. Nó khi mà nó bị lỡ cổ rễ rồi anh em, thì những cái cây của mình là nó sẽ bị héo xanh nha anh em ha. Nó không phải là từ cái giai đoạn mà là từ 10 ngày tuổi đâu, và thậm chí cái giai đoạn nó khoảng đâu là 30 mấy ngày tuổi anh em, nó vẫn bị là như thường nha anh em ha. Anh em đang trồng mà nó bị héo xanh có nghĩa là nó đang sơ sơ vậy, cái nó chết luôn. Nó kiểu vậy nha anh em, là người ta gọi là héo xanh nha anh em ha. Lỡ cổ rễ nha anh em. Và đặc biệt anh em mua cái dòng thuốc là Alios này á, anh em xịt á thì nó rất là mát luôn. Đối với cái dòng bông dạng thọ mà ban mai nha anh em á, là nó rất là mẫn cảm đối với những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu nha anh em. Anh em mà không biết, anh em mua những cái loại thuốc như là Mantalaxy nè, anh em xịt đi, nó rất là dễ bị lá luôn nha anh em ha. Nó thì ở đây thì mình chia sẻ cho anh em là loại thuốc này là nó thuộc là dạng bột nha anh em ha. Nó thì anh em có thể là mua ha, mua tại sàn thương mại điện tử ha, thì nó tầm chỉ có mấy chục ngàn thôi. Và một cái gói này là chúng ta sẽ xài được là hai cử nha anh em. Nó xài được là hai cử.
Đó. Thì mỗi lần anh em xài từ 40 gram cho đến là 50 gram thôi. Và cái gối này là nó là 100 gram. Và giá tiền của nó là tầm khoảng đâu 45 đến 50 ngàn nha anh em ha. Tùy cái nơi mà anh em mua thôi. Đó. Thì hôm nay thì mình cũng đã trả lời cho một bạn tên là Ngọc Thanh hay gì đó. Thì bạn này hỏi mình là cái cây vạn thọ bạn bị lỡ cổ rễ thì xử lý như thế nào đó. Thì thật chất là mình không có xử lý được nha anh em. Khi mà nó đã bị rồi á, là không có thể nào mà chúng ta mà trị được hết á. Chỉ có chúng ta phòng thôi. Những cái cây nào mà nó chưa có được xịt phòng á, thì anh em xịt gấp ha. Đó. Thì thông thường á, thì anh em mà trồng vào những cái đợt Tết á, thì cái giá thể á, anh em mà chuẩn bị nó không có kỹ á, nó không có kịp á, thì nó rất là dễ bị luôn. Với lại cái do cái thời tiết nữa. Đó. Với lại là khi mà mình trồng vạn thọ, nếu như là anh em nào điều kiện nữa, thì anh em là nên lót một cái miếng bạc ở bên dưới, xong rồi chúng ta sẽ đưa nó lên chậu, thì cái khả năng á, thì nó bị lỡ cổ rễ thì nó sẽ ít hơn là khi mà mình để ở dưới đất nha anh em ha. Khi mà mình để ở dưới đất á, thì anh em phải bắt buộc là anh em phải xịt phòng thôi. Thì đó là một số kinh nghiệm của mình ha. Rồi thì bạn nào mà có câu hỏi nào mà liên quan đến cái chủ đề là trồng bông vạn thọ ha, thì anh em cứ mạnh dạn anh em nhắn tin ở dưới cái phần bình luận cho mình ha. Thì khi mà mình thấy như vậy đó thì mình sẽ làm video mình rep cho anh em luôn, mình trả lời câu hỏi cho anh em. Và ở đây là một cái video là mang tính chất là tham khảo nha anh em ha. Tại vì có rất chị cô chú là trồng bông vạn thọ rất là hay rồi, thì mình cũng chỉ là một người chia sẻ thôi. Ở đây là mình chia sẻ và các bạn áp dụng trên một vài cây ha. Nếu như mà các bạn thấy nó hiệu quả thì các bạn hãy áp dụng cho nguyên vườn của mình nha các bạn ha. Tại vì mình không muốn những cái chia sẻ của mình mà nó ảnh hưởng đến các bạn nha. Rồi thì video ngày hôm nay là chia sẻ cho bạn vậy. Rồi mình xin được mến chào.